Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 29 tháng 6 của Huyền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trước nhiều đồn đoán, Inter Miami cuối cùng đã công bố Gerardo Tata Martino là huấn luyện viên trưởng mới của họ để thay thế cho vị trí mà Phil Neville để lại. Có một sự trùng hợp đáng chú ý là vị huấn luyện viên 60 tuổi này đã từng là thầy của Lionel Messi khi cả hai cùng thuộc biên chế của đội bóng xứ Catalan. Đó là ở mùa giải 2013-2014 và cả khi Martino đảm nhiệm ghế nóng tại đội tuyển quốc gia Argentina năm 2016. Việc Messi vừa đến MLS và ngay lập tức có người thầy ưa thích dẫn dắt đã gây ra nhiều sự tò mò đối với giới truyền thông. Bởi trước giờ, mối quan hệ giữa anh và huấn luyện viên người Argentina luôn được cho là rất tốt vì những điểm chung thú vị giữa hai người. Chính Messi cũng đã lên tiếng khẳng định điều đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất. Có thể thấy, các ông chủ của câu lạc bộ đang chơi tại giải MLS đang rất tin tưởng vào lựa chọn của họ trong việc giúp Messi hòa nhập nhanh với môi trường mới và cùng nhau đạt được những thành công trong tương lai gần. Trả lời trước vấn đề này, ông chủ David Beckham thừa nhận: "Tôi cần có một huấn luyện viên kinh nghiệm trong bối cảnh hiện tại của đội bóng. Gerardo Martino đáp ứng được điều đó. Ông ấy là một người rất được kính trọng trong môn thể thao này. Các thành tích mà ông ấy đạt được đã nói lên điều đó. Chúng tôi tin tưởng vào tài năng của Martino. Với kinh nghiệm và tư cách hoàn hảo của mình, ông ấy sẽ là một vị huấn luyện viên trưởng có thể truyền cảm hứng cho cả đội và khiến người hâm mộ phấn khích ngay cả trong và ngoài sân cỏ." Gần đây, có thông tin cho rằng huấn luyện viên Erik ten Hag đang tìm cách ký hợp đồng với cầu thủ thứ ba mà ông đã từng làm việc tại câu lạc bộ Ajax, chính là Kudus. Trong mùa giải 2022-2023, cầu thủ 22 tuổi đã có phong độ ấn tượng cho câu lạc bộ Hà Lan, ghi 18 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh đã giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ghana vì những thành tích ấn tượng cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này thu hút sự quan tâm từ phía câu lạc bộ Brighton và Manchester United. Anh hiện còn hơn 2 năm trong hợp đồng với câu lạc bộ Ajax. Vẫn chưa chắc chắn liệu cầu thủ 22 tuổi này có thể lập lại phong độ của anh ở Premier League mùa tới hay không. Man United cũng được cho là đang nhắm đến Gonçalo Ramos của Benfica hoặc Rasmus Højlund của Atalanta. Cả hai tiền đạo này đều có khả năng chơi trong hệ thống của huấn luyện viên Ten Hag. BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Mới đây, trang web chính thức của Tottenham Hotspur xác nhận James Maddison đã hoàn tất việc chuyển đến Tottenham Hotspur với giá 40 triệu bảng từ đội bóng xuống hạng Leicester City. Newcastle cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với Maddison khi tiền vệ nhà Anh chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Leicester City, nhưng Tottenham là đội bóng nhanh tay hơn cả. Tăng cường các lựa chọn ở hàng tiền vệ của Tottenham là ưu tiên hàng đầu trước mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Postecoglou, và Tottenham có lý do để nhắm đến một cầu thủ chất lượng như Maddison. Tiền vệ 26 tuổi gia nhập câu lạc bộ London sau 5 năm ở sân vận động King Power, nơi anh đã chơi 203 trận và ghi được 55 bàn thắng. Maddison đã giành được Cúp FA và Community Shield khi ở Leicester City, đồng thời ghi 10 bàn thắng tại Premier League trong mùa giải cuối cùng cho Bầy Cáo, mặc dù họ đã phải xuống hạng. Mới đây, Liverpool đã có những động thái mới nhất trong thương vụ chiêu mộ Dominic Szoboszlai, cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Leipzig, đội bóng đang chơi tại Bundesliga. Theo nguồn tin từ The Times, huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp đã gặp mặt và có các trao đổi chi tiết với người đại diện của Szoboszlai để bày tỏ sự yêu thích của ông, cũng như về việc ông muốn có được sự phục vụ của tiền vệ 22 tuổi trong hè này. Tuyển thủ Hungary đã có 2 mùa giải thi đấu tại Đức sau khi chuyển đến từ nước Áo vào năm 2021. Và cũng trong 2 mùa giải, Szoboszlai đã liên tiếp giành được cúp quốc gia Đức và có đóng góp 20 bàn thắng và 22 đường kiến tạo sau 91 lần ra sân. Một thành tích ấn tượng với một cầu thủ chỉ mới 22 tuổi. Đáng chú ý, chính Szoboszlai đã lên tiếng khẳng định rằng anh cũng rất yêu mến Jurgen Klopp và sẵn sàng luôn chơi bóng dưới quyền của huấn luyện viên người Đức nếu có cơ hội. Có vẻ như thương vụ này sẽ rất thuận lợi, nhưng Liverpool Echo tin rằng theo hợp đồng hiện tại của câu lạc bộ, Szoboszlai còn hạn đến năm 2026. Cầu thủ trẻ này có điều khoản giải phóng trị giá 70 triệu euro, tức là khoảng 60 triệu bảng. Do đó vẫn còn phải xem liệu các động thái tiếp theo có thể biến thành hiện thực cho một thương vụ thành công hay không. Tiền đạo người Serbia đang khoác áo câu lạc bộ Juventus, Dusan Vlahovic đang là mục tiêu rất được yêu thích của Mauricio Pochettino, tiếp theo sau khi ông đã có hai tiền đạo là Christopher Nkunku và Nicolas Jackson để tiếp tục dự án xây lại của mình tại Chelsea. Theo Fichajes, cầu thủ 23 tuổi nổi lên như mục tiêu hàng đầu tiếp theo mà tân huấn luyện viên trưởng The Blue nhắm tới và dường như sẽ làm mọi cách để có được tiền đạo này trong ít ngày tới. Được biết, câu lạc bộ thành Turin hiện cũng rất muốn tấm khứ tiền đạo của mình đi ngay trong mùa hè này để có thể nhanh chóng lấy lại số tiền 85 triệu euro mà họ đã bỏ ra mùa trước.
Phong độ của Vlahovic trong mùa giải vừa qua rất phập phù. Tiền đạo trẻ này để lại nhiều thất vọng trong mùa bóng đầu tiên khoác áo bà đầm già và không thể đóng góp gì nhiều vào thành tích chung của câu lạc bộ. Trước sự quan tâm của đại gia Anh, ban lãnh đạo Juventus đang tỏ ra rất hào hứng và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức. Cũng theo Fischerhess, các khổng lồ nước Ý muốn số tiền là 80 triệu euro cho thương vụ này và sẽ giữ vững quan điểm của mình do họ mới chi đậm mùa giải trước đó. Barcelona đang nỗ lực đẩy nhanh kế hoạch thanh lý cầu thủ nhằm giải quyết cơn khủng hoảng tài chính. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng đội chủ sân Camp Nou đã liệt ra danh sách những cái tên sẽ ra đi. Đáng chú ý, trong đó có tiền đạo Ferran Torres. Ngôi sao người Tây Ban Nha gia nhập Barcelona từ Man City trong một thương vụ có giá trị 55 triệu euro vào tháng giêng năm 2022. Nhưng màn trình diễn của Ferran Torres chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Mùa giải vừa qua, anh chỉ đá chính 14 trên tổng số 33 trận tại La Liga, ghi 4 bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Có thông tin cho rằng việc bán cầu thủ 23 tuổi là ưu tiên hàng đầu của nhà vô địch La Liga và họ sẽ lắng nghe lời đề nghị rơi vào khoảng 40 triệu euro. Barcelona đang sở hữu nhiều ngôi sao xuất sắc có cùng vị trí sở trường của Ferran Torres. Do vậy, họ sẵn sàng hy sinh cựu cầu thủ của Man City vì lợi ích chung. Nhà báo uy tín Gerard Romero tiết lộ thêm rằng Ferran Torres đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía câu lạc bộ tại Premier League. Nhưng về phía Ferran Torres, anh vẫn chưa muốn rời khỏi Camp Nou ở thời điểm này. Mới đây, ban tổ chức Serie A quyết định cấm chỉ đạo 10 ngày với huấn luyện viên Mourinho khi ông chỉ trích trọng tài Daniele Trifi ở trận hòa 1-1 trước Monza tại vòng 33 hôm ngày 4 tháng 5. Huấn luyện viên người Bologna sẽ vắng mặt 1-2 trận đầu mùa Serie A của Roma, đồng thời phải đóng tiền phạt là 50.000 euro. Mourinho rất tức giận sau tình huống trọng tài Trifi rút thẻ đỏ với Mohamed Salih ở phút 90+5. Trận đấu này, AS Roma rơi chiến thắng trong thế dẫn một bàn. Do đó, Mourinho mất bình tĩnh dẫn tới việc chỉ trích trọng tài. Trận hòa Monza cũng nằm trong chuỗi 7 trận không thắng của AS Roma ở cuối mùa, dẫn tới việc họ rơi khỏi top 4 và mất suất dự Champions League mùa giải tới. Trước khi nhận án phạt của ban tổ chức Serie A, Mourinho cũng đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu phạt cấm chỉ đạo 4 trận vì xúc phạm trọng tài Anthony Taylor sau trận chung kết Europa League mùa giải 2022-2023. Án phạt sẽ có hiệu lực trong các trận đấu thuộc hệ thống của UEFA, bắt đầu từ mùa giải 2023-2024. Điều này đồng nghĩa với việc người đặc biệt sẽ vắng mặt 4 trong số 6 trận đấu của AS Roma ở vòng đấu bảng Europa League mùa giải tới. Bản tin bóng đá ngày 29 tháng 6 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.